chào Trang. Ngày hôm nay em đến để Thảo mắc cài đúng không? Vâng ạ. Sao ngày hôm nay Thảo niềng thì em đang có cái cảm giác như thế nào rồi? Em rất là mong chờ Thảo ạ. Thế là mình đã niềng được bao nhiêu lâu rồi mà hôm nay mình tháo? Em niềng từ tháng đầu tháng 7 ạ. Từ tháng 7 luôn. Thế tức là bây giờ mình mới niềng được có 6 tháng thôi à? Đúng rồi. Thế trước răng trước đây của em bị như thế nào mà mình lại niềng nhanh như thế nhỉ? Trước đây thì răng cửa của em hai cái răng nó bị lệch ạ, lệch ra ngoài ạ. Nhìn nó hơi hôi ạ. Thế bây giờ trong suốt khoảng thời gian 6 tháng đấy mình đã đồng hành với cái bộ mắc cài này thì em cảm thấy như thế nào trong suốt khoảng thời gian đấy cũng như là chuẩn bị được tháo rồi thì mình đang có cái suy nghĩ gì? Thì lúc đầu mới đeo thì nó cũng sẽ hơi vướng ấy ạ. Lúc ăn cơm ấy nó sẽ bị mắc ấy. Rồi thì cũng đã quen rồi. Quen rồi đúng không? Vừa mới quen thì lại phải tháo ra. Thì khi mà vệ sinh của em thì có dễ không? Vệ sinh thì cũng dễ ạ. Tại có được bác sĩ đưa cho chị thấy là cái tình trạng nha chu của em cũng rất là tốt thì có nghĩa là em vệ sinh cũng rất là tốt đúng không? Ok chị hiểu rồi, thế thì ngay bây giờ nhá chị sẽ báo bác sĩ để bác sĩ chuẩn bị bộ cụ để có thể tháo cái niềng này ra cho em và sau đấy thì mình sẽ có một nụ cười mới, một nụ cười đẹp hơn để chuẩn bị đón Tết nhá. Em sẽ rất là hồi hộp đúng không? Chị cũng rất là hồi hộp, vậy thì ngay bây giờ mình sẽ lên hơn luôn nhá. Ok. Vào đây với chị. Rất là hồi hộp đúng không? Đi, đi vào đây với chị nhá. Đây, chuyên bên này chuẩn bị gì cho em rồi đây này. Đây, bên này nhá. Trong cái khoảng thời gian mà mình chờ đợi bác sĩ chuẩn bị ghế cũng như là hôm nay phòng khám rất là đông thì chị muốn có một vài câu hỏi để hỏi xem là Trang trong suốt khoảng thời gian 6 tháng đã chỉnh nha tại New Smile thì em có cái cảm nhận như thế nào về đội ngũ cũng như là bác sĩ đã làm cho em? Về đội ngũ bác sĩ thì chăm sóc khá là nhiệt tình ạ. Em có lúc mới làm xong thì em có được nhận được điện thoại của đội tư vấn ấy để hỏi thăm tình hình. Đến khám thì bác sĩ có lâu đông thì phải chờ đấy, bọn đông chờ thế thì đội ngũ mà chăm sóc em có nhiệt tình không? Có. Nếu mà có một điều để nói về Good Smile thì em sẽ nói về điều gì? Rất là tận tình ạ. Và chăm sóc chú đáo ạ. Trong cái khoảng thời gian mà mình niềng năng ấy, mình đi học mình có bị bạn bè trêu gì không em? Trêu thì không ạ, tại vì trường em thì cũng khá là nhiều bạn niềng ạ. Thì các bạn ở vùng của em có một bạn cũng niềng đấy ạ. Cũng niềng hả? Bạn ấy đã chuẩn bị tháo niềng chưa? Được chưa? Được à? Mọi người có cái suy nghĩ, có cái thắc mắc gì về cái việc là cái quá trình niềng răng của em rất là nhanh như thế không? Có, mọi người cũng thắc mắc là không biết tại sao lại nhanh như vậy. Tại vì các bạn cùng phòng em thì nó niềng tầm mất hơn 1 năm đấy ạ. Thế à? Vậy thì em nghĩ như thế nào về cái việc đó là giới thiệu bạn bè cũng như là người thân đến với Good Smile để sử dụng dịch vụ niềng răng? Vâng, em nghĩ là nên giới thiệu đến bạn bè khá là nhanh ạ. Khá là nhanh hả? Và đặc biệt là bác sĩ rất là tận tình đúng không? Đúng rồi. Chị biết được rằng là trước đây răng của em cũng chỉ bị khắp hẳn một chút thôi. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ rất là bình thường đối với người khác. Vậy thì không biết là cái động lực nào để mà em có thể quyết định là mình đã đi niềng răng, tức là mình sẽ đi niềng răng để có một nụ cười đẹp đó. Bởi vì so với những người khác thì họ sẽ không niềng đâu. Thì tại em thấy nụ cười nó không được tự tin ấy ạ. Nên là em cũng muốn để chứng tỏ cho tự tin hơn ạ. Thế một số những cái bạn mà cũng có một cái hàm răng giống như của em mà thậm chí họ còn khớp thành nó rất là nhiều. Em có cái lời khuyên nào dành cho họ không? Thì em nghĩ là nên mọi người cũng nên đi ạ, tại như vậy sẽ tự tin hơn ạ. Trang ơi, sau này em sẽ làm công việc gì? Em học trong ngành y ạ. Ngành y luôn. Thì sau này em sẽ làm kỹ thuật viên xét nghiệm ạ. Em nghĩ là cái công việc mà kỹ thuật viên xét nghiệm này thì mình có thể phải giao tiếp nhiều không? Dạ có ạ, thì em biết tiếp xúc với khá nhiều bệnh nhân đấy ạ. Vậy thì em mong muốn cái nụ cười này sẽ mang lại cái điều gì cho bệnh nhân của mình? Thì mang lại sự thân thiện cho bệnh nhân, bớt căng thẳng hơn đấy ạ. Bệnh nhân đỡ căng thẳng hơn đúng không? Vậy thì chị sẽ chúc em có một nụ cười thật đẹp sau khi mà tháo cái bộ mắc cài này ra để có thể thật xinh đẹp hơn này, thật thành công hơn trong công việc nhá. Em cảm ơn. Ok, vậy thì bây giờ chị sẽ mời em vào phòng để bác sĩ sẽ tháo bộ mắc cài cho mình nha. Vâng ạ. Okay. Tháo chưa? Tháo. Sau khi kiểm tra tình trạng răng của em ấy, thì anh thấy hôm nay em có thể tháo mắc cài được rồi. Thì sau khi tháo mắc cài xong thì bên anh sẽ làm cho em một cái máng duy trì trong suốt để mình đeo mang đi chất để cố định cái hàm răng của mình và em sẽ đeo trong khoảng 1 năm nhé.
cho tôi nhé tương lai.